chào các bạn, đây là một cái đơn hàng khủng nhất từ trước tới nay. Không phải là tổng giá tiền khủng, mà là món hàng nó khủng. Các bạn lưu ý nha, không phải tổng giá tiền khủng, giá tiền rẻ thôi, nhưng mà giá tiền từng món hàng nó khủng. Tại vì đây là hàng nhập nguyên siêu, thì mình gửi ra cho cái anh mua xe ở Phú Thọ, thì mình muốn quay luôn cho các bạn. Đầu tiên là một cái bẩn DD. Đây, cái này là cái bữa trước mình đã quay cho các bạn coi rồi. Hôm nay mình trước khi mình đóng hàng gửi đi thì mình quay lại một lần nữa để chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng những cái món hàng và tăng cho các bạn thêm cái kiến thức về xe. Đây là cái bẩn DD. Đó, đây là một cái đặc biệt mà từ trước tới giờ chưa có cái nào mà nó đẹp như vậy. Thấy không? Đó. Đẹp. Mướt. Còn nguyên cánh chim luôn. Rồi, chào. Không. Chưa có đánh bóng nha các bạn. Nó đẹp giống như máu chưa đánh bóng. Đây là cái bẩn DD. Rồi. Bẩn DD này thì thường thôi. Đây là một cái dòng Coron của đồng hồ, dòng cao su để lót vô chiếc xe đen Bentley 90. Rồi. Rồi bây giờ mới tới hàng khủng nè. Đây, cặp xi nhan 82 đèn vuông, đây là hàng nhập nha các bạn, nhập bên Honda về nha. Đây các bạn coi, đó, nó càng chưa, đó, len càng hết, không có bị chày xước, chưa sử dụng luôn nha các bạn. Đây là hàng chưa sử dụng nha, chưa găm qua điện, chưa gắn vào xe. Đây là hàng chưa sử dụng nha, đây là cặp xi nhan của 82. Đây còn nguyên râm siêu. Ở đây mình khui một cái thôi, còn một cái mình chưa khui. Đây là một cái nữa, và hai cái mình khui một cái. Các bạn thấy đẹp chưa? Đó, len can. Đây là hàng nhập nha các bạn. Những bạn nào có nhu cầu mua hàng nhập, các bạn alo cho mình đặt hàng nhập, còn không thì chúng ta mua hàng xài rồi nha. Rồi, đây là một cặp xi nhan trước. Tiếp theo là một cặp xi nhan sau. Đối với hàng nhập, mình khi mình nhập về thì cái tay riêng và cái đế riêng. Đây đây là cái đế, còn đây là cái tay. Mình khui cái đế ra. Đây các bạn thấy cặp cao su. Còn cái bộ kiện, còn thấy cầu nguyên nè. Bây giờ riêng như không là chắc là phụ thuộc vào cái này ha. Đặc biệt. Đó, giờ ở đây có một cặp. Đây còn nguyên trong bịch nó như thế này, trong bịch mình chưa khui ra. Quá, Honda nha. Đó, còn thấy đẹp chưa? Rồi, đây là cái cặp cao su không nha. Rồi, trong cái cặp cao su nó có ốc. Đây là hai cái con ốc. Nó bỏ riêng hai cái bịch, mỗi con ốc nó bỏ riêng một cái bịch. Hai con ốc. Trong đây là hai cái đầu để lót cái đế xi nhan sau. Ở đây luôn. Ở đây còn hai con ốc nữa, bốn con ốc. Con ốc bắt trong xe. Đây là hai con ốc thôi nha các bạn, không có gì hết. Đây. Con ốc thôi. Mình cũng không thèm xé ra nữa. Để nguyên đai nguyên vẹn. Đây là hai cái tay xi nhan sau, cái này thì mình sẽ xé một cái ra nha. Đây, đây là cái tay xi nhan sau, các bạn thấy nó bóng lưỡng. Ờ, nó bóng lưỡng. Giờ khi bán thì kho người ta bán cái tay riêng và cái đế riêng, mình về tự mình lắp vô nha. Đây một cặp luôn, chưa gắn. Okay, đây là tay xi nhan sau nha. Đây là cặp kính của 67. Đây,
kính của số 7, nguyên đang nguyên kiện luôn, hàng nhập hãng Honda. Trên đây nó có chữ nên đi gia băng ở đây luôn, nhập mới nguyên đai nguyên kiện. Cặp kiếm của CD Bentley 90 mình sẽ xé một cái ra cho các bạn. Đây, đây mình sẽ làm rồi. Đây, đây liền vào bao sáng tròn. Đây, cái ly chân dài. Để mình sang lại nhé. Mình sang lại không? Dạ, uống cái chi. Rồi một cầm. Đây, CD Bentley 90. Đây là cái bát, cái bát chơi bô. Bữa trước mình có quay cho các bạn coi một cái bô lan can của Dendy, thiếu cái bát. Giờ đây thêm cái bát. Đây cái bồn kén cho liền rồi, cái ốc cho liền á. Đây cái ốc của cái bát trong nóng bô. Rồi hết rồi. Như vậy đó là toàn bộ những cái món hàng mà chúng ta sẽ chuẩn bị đi Phú Thọ. Rồi ok.